Sau lời hứa với Messi, Lộc Phụ Hồ đăng ảnh mùi mẫn cùng vợ. Tối ngày 28 tháng 12, YouTuber Lộc Phụ Hồ gây bất ngờ cho cộng đồng mạng khi thay đổi ảnh đại diện của trang cá nhân bằng một tấm hình rất mùi mẫn. Ảnh chụp Lộc Phụ Hồ hôn vợ cùng caption khen dáng vợ hu hút hàng nghìn lượt bình luận trên trang cá nhân. Đây cũng là lần đầu tiên YouTuber Phụ Hồ xuất hiện với kiểu đầu mới kể từ sau khi World Cup kết thúc. Còn nhớ trong trận chung kết giữa đội tuyển Argentina và đội Pháp, Lộc Phụ Hồ đã tuyên bố nếu Messi vô địch, thầy cạo đầu ăn mừng. Nói là làm, anh đã thực hiện ngay lời hứa sau khi trận đấu kết thúc chỉ vài phút. Đó cũng là cách thể hiện tinh thần yêu bóng đá, nói là làm của anh. Với kiểu đầu cạo trọc, Lộc Phụ Hồ vẫn nhận được tình yêu của người hâm mộ. Nhiều cư dân mạng thích thú khi chính anh tiếu táo, nói vui về việc bà xã Kim Thủy lại muốn có thêm em bé thứ hai. Bên cạnh đó, một cư dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện điều bất thường trên chiếc quần của nam YouTuber. Việc mặc một chiếc quần bị xước chỉ cho thấy Lộc Phụ Hồ không quá quan tâm tới chuyện trang phục. Thậm chí, không ít lần anh cố tình mặc những bộ đồ khá hoàn cảnh để minh họa cho các xì tatus hài hước của mình. Gần đây nhất, phải kể đến Ta Tết, chia sẻ cảnh đón Noel với gương mặt quần hiu như mất sổ gạo, cùng chăn màn, túi xách lỉnh kỉnh. Mang lại tiếng cười cho người hâm mộ, không phải bằng cách câu like rẻ tiền. Nam YouTuber 28 tuổi được yêu thích là vì thế.